Ông ơi! Ông! Ông ơi! Đứa nào gọi đây? Đứa nào gọi đây? Tao gọi đấy. Ô, bà gọi à? Mày láo nhỉ? Bà gọi ông chứ bà gọi mày à mà mày thưa? Dạ, thì ông dặn con là... Bà lại bổ cho một phát bây giờ chứ lại. Ông dặn con là ai gọi thì thưa hộ. Con lại tưởng là con sen nó gọi ông. Chứ cái mày để hóa là mày bảo bà là con sen à? Hả? Con xin lỗi bà. Ông đâu? Bà hỏi lạ nhỉ? Bà hỏi là con lợn nó ăn chưa? Hoặc là con chó nó quanh quẩn ở chỗ nào thì con còn biết. Chứ ông thì làm sao mà... Bà nuôi mày nhá, cho mày ăn nhá, quần áo mày mặc nhá. Để bây giờ mày trả treo bà có đúng không thằng nô? Mày ấy, mày là cái thằng nặc nô chứ không phải là thằng nô đó nhá. Bà cứ quá lời. Thế con già trả treo bà bao giờ? Thế ông đâu? Thì con đã bảo là làm sao mà con biết được. Thì từ sáng đến giờ mày ở nhà thì mày không nhìn thấy ông đâu à? Sáng con dậy, con bê nước cho ông rửa mặt. Sau đó ông ăn, xong ông uống chè, xong ông ra sân ông tập thể dục. Tập thể dục ông... à? Vẫy. Lại vẫy à? Vâng. Vứt. Vứt hả bà? Thế thôi. Thôi cái gì? Thế mà ông đâu? Mày đã trả lời bà đâu? Ô khổ quá. Thế thì con chỉ biết đến đoạn đấy thôi chứ. Sau đấy con xuống con sắc thuốc. Con sắc thuốc cho ông. Thế sắc xong rồi đang định mang lên thì bà gọi đây. Thế tức có nghĩa là ông chưa uống thuốc à? Chưa. Ôi thôi chết rồi. Sao ạ? Thuốc thang thì phải theo uống theo giờ nó mới có công hiệu chứ lại thầy đã dặn như thế rồi. Thế bây giờ mà ông mới không uống thì cứ bảo làm sao? Bà chán lắm. Bà ơi. Bà. Hay là con uống nhá. Mày láo nhỉ. Bà ơi bà. Bà ơi, con bảo. Cái gì? Mày làm gì đấy? Bà bỏ cái chân này xuống. Khổ quá, bà bỏ cái chân này xuống. Bà đưa cái chân này lên. Rồi làm sao? Con thấy bà là nào là mời thầy rồi bốc thuốc, thuốc nọ thuốc kia, sắc lên sắc xuống mà ông uống xong bà vẫn bảo choán lắm. Thì choán thì ta chỉ bảo là chán thì ta lại bảo là được à? Bà ơi, bây giờ bà phải thay đổi cách đi bà. Phải trong công ngoài kích. Thế là thế nào? Con nghe người ta nói ở làng bên ấy có ông Lang Vẩu. Ông ấy chữa tốt lắm. Chỉ cần là qua sông. Thằng mất dạy. Mày lại định chơi chữ với bà đấy à? Mày bảo là qua sông đấm cái gì? Cái gì? Bà. Mày vừa định nói đấy còn gì? Thì con bảo là qua sông là đến nhà ông Lang Vẩu đấy. Thế sao ông nói liền mà? Mày lại nói ngắt quãng ra bà lại tưởng. Giời, bà cứ toàn suy bụng bà ra bụng con này. Mày lại cãi đi. Thế bây giờ là qua sông là sang nhà ông Lang chứ gì? Dạ vâng. Thì ông ấy chữa thế nào? Mà ông Lang này chữa hay lắm. Không có bốc thuốc gì đâu. Ông ấy không hiểu là ông ấy ăn lộc của nhà ai, của người nào mà ông ấy chỉ dòm thôi là khỏi bà. Bách bệnh tiêu tán là vạn bệnh tiêu trừ luôn. Dòm vào đâu? Tức là ông ấy nhìn ý. Tức là người bệnh sang là ông chỉ dòm thôi chỉ à? Chỉ dòm thôi mà khỏi. Thế mới lạ chứ. Dòm mà khỏi. Mày để bốc phép với bà. Người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Bà tốn bao nhiêu tiền để gọi là sắc thuốc cho ông mà còn choán. Bây giờ mày lại bảo là có thầy lang mà dò một cái mà lại được á. Không mà bốc phét. Thế bà không tin con thì thôi. Con chỉ nói đấy thôi. Bà muốn hết choán thì bà nghe. Còn bà không thì thôi. Con đi xuống con... Này! Gớm ấy làm gì mà dỗi. Ngồi xuống đây bà bảo. Ngồi vào đây. Mày là cứ thấy để bà chiều là mày cứ bắt nạt bà đấy nhá. Mày chả biết thừa thì mày là tâm phúc của bà còn gì. Bà đi đâu thì bà chả mang phần cho mày có đúng không? Vâng. Này. Bà choáng lắm. Mày biết ông mày như thế nào rồi đấy. Mà bà tốn bao nhiêu tiền để sắc thuốc cho ông mày có ra đâu vào đâu đâu. Vâng. Thế cho nên là mày đi tìm ông về đây. Vâng. Nhá.
Thế xong rồi là mày dắt ông sang cái chỗ ông thầy lang vô lang vẩu gì đấy nhá, để ông ấy dòm xem là ông có khá lên được tí nào không. Này, nếu mà ở cái vụ này mà được nhá, là bà sẽ thưởng to cho mày, được chưa? Bà nhớ đấy nhá. Thì trẻ nhớ. Thế con đi tìm ông. Đi đi. Dạ vâng vâng. Bye bà. Cái gì? Thì bà cầm bát thuốc hoặc bà uống luôn đi, không bổ đông thì bổ tây, con đi tìm ông bà nhá. Đi nhanh lên. Dạ vâng ạ. Đi sớm thì phải sớm đấy. Vâng vâng vâng. Ông mày không uống thì bà uống, không bổ đông thì bổ tây. Khách đến đến chơi nhà là khách đến đến chơi nhà. Cái gì đây? Anh làm gì ạ? Anh có làm gì đâu, anh làm lông dân. Em không đùa đâu đấy. Mà sao hôm nay Lụa lại bán hàng một mình, có buồn không? Không bán một mình thì bán mấy mình? Hôm nay ấy, anh ra là anh thèm ăn trứng của Lụa. Trứng đấy, anh ăn mấy quả thì ăn. Nhưng mà ý anh nói là trứng nào mà sinh nở được ý. Trứng của Lụa cái kia. Mỡ đấy mà húp. À, Lụa nói đấy nhá, mỡ đấy mà húp nhá. Húp, húp luôn. Này, tôi không đùa đâu đấy. Tôi la lên bây giờ. Đâu rồi? May quá, tí chết. May thật. Này, tôi la lên bây giờ đấy. Lụa cứ la lên đi. Giữa trưa hè nắng thế này, tôi thách bố con thằng nào ra đây đấy. Bố đây, bố đây, bố đây. Ông à. Ông ra lúc nào ông chẳng nói với con. Giữa trưa mà mày dám trêu ghẹo con gái nhà lành à? Hả? Dạ con không dám ạ. Tại vì con thấy cô Lụa bán hàng một mình, con thấy cô ấy buồn quá, con ra con nói chuyện với con mua hàng cho cô ấy thôi ạ. Thôi đấy không phải việc của mày. Ông có trông bây giờ. Dạ. Ông ơi, con đội ơn ông ạ. Dã mở cái làng này, ai người ta cũng đứng đắn, tử tế như ông thì chúng con được nhờ ạ. Con gái là phải giữ gìn. Mà này, cái yếm bị lệch rồi, để ông sửa cho. Ông kệ con ạ. Không kệ, cái váy cũng nhầu lắm. Ông làm cái gì đấy? Giật cả mình. Mà ông giận mày, ở nhà trông bà, dọn dẹp nhà cửa, ra đây làm cái gì? Dạ vâng, thì con vẫn làm như lời ông, là con ở nhà con trông bà, với con dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà bà bắt con đi tìm ông. Tư làm gì? Thì bà bảo là bà đã gặp được thầy thuốc, người ta có bài thuốc bí truyền để chữa bệnh yếu cho ông. Yếu? Yếu cái gì? Ông khỏe thế này. Lụa nhỉ? Ông ơi, thôi ông về đi, không bà mong ạ. Ông về luôn đi. Mai ông lại ra. Thằng kia. Dạ. Lên đây. Ông gọi con à? Lên đây. Quỳ xuống. Ôi sao ông lại bắt con quỳ à? Quỳ để cõng tao. Ông ơi, ông khỏe như thế mà đi từ đây về nhà có một đoạn thì ông đi bộ cũng được, cái gì ông lại bắt con cõng? Thế bên em mày chả bảo tao yếu còn gì. Con bảo ông yếu ấy lại yếu cái kìa. Với bà thì tao yếu nhá, với bên ngoài ấy, nhất là con Lụa ấy, thì còn lâu nhá, thế này nhá. Con xin ông. Ông có tuổi rồi, ông đừng
tớn lên như thế nguy hiểm lắm. Không, tao nói cho mày biết, cái đấy, cái sức khỏe về sinh lý là cái sĩ diện của thằng đàn ông. Dạ. Mà trước mặt con lụa, mày dám nói tao yêu, cái tụ đấy đáng đánh đòn, đáng chết nhá. Vâng, vâng, con biết rồi. Vì thế mày phải cõng tao. Ôi trời, thế khổ thế chứ này. Cái mồm làm tội cái thân. Ông gì, cái gì mà liên quan đấy? Cái gậy, không có gì. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Đây. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Biết thế rồi con không bảo ông yếu nữa. Ôi trời. Sao? Ông ơi. Ơi. Con đã cõng ông mệt rồi. Ông lại cứ dí cái gậy vào lưng con đau chết đi được. Đâu? Gậy của ông đây cơ mà. Ôi trời. Thế hóa ra là... Ôi trời. Bảo sao ông ôm con chặt thế. Trời ơi. Ai dạ? Ô Mai. Dạ. Mày vừa bảo là ông ô Mai hả? Dạ. Ông ôm con. Bởi vì con cõng ông, thế là ông ôm con chặt lắm bà. Mày bảo ông yếu, mày phải cõng ông là đúng rồi. Dạ thưa bà, là con chót bảo là ở chỗ quán nhà con ấy là... Con nào? À... Con nào? Con bảo con ạ. À. Con bảo là ông yếu ạ. À. Có thật không? Dạ, thật. Ai cho mày nói đúng thế hả? Thế ra... Bà tâm sự với nó là tôi yếu à? Cái việc này mà bà nói, thảo nào nó biết, nó rêu rao khắp cả làng. Xấu hổ tôi. Cơm chửa chứ ông nghĩ là tôi lại định vạch áo cho người xem lưng à? Mà cái thằng này nó là thằng nào? Nó chả là tâm phúc của ông đấy thôi. Ông nuôi nó từ tấm bé đến giờ. Có cái việc gì trong nhà mình mà nó không biết đâu mà để tôi phải kể. Thế nó tóm lại, bà sai nó gọi tôi về đây có việc gì? Thì có việc thì tôi mới bảo ông về chứ lị. Này cái việc này quan trọng lắm nhá. Việc gì? Thằng nó hồi nó bảo với tôi là ông ý là chỉ việc qua sông. À, thằng này, mày bảo ông qua sông đấm đá cái gì hả? Ủa quá nhỉ? Thế bây giờ con lại phải nói lại từ đầu à? Thì mày nói đi. Thôi con không nói đâu. Ông có đi thì đi, không thì con xuống rồi con sắc thuốc ấy. Thôi tôi bảo này, ông đi luôn với nó đi. Ông còn đi đâu nữa? Đi qua sông rồi là nhờ thầy lang thầy giúp cho nó cải thiện hơn chứ còn thế nào nữa. Thế thì đi. Mày lại cõng ông. Ôi trời, con lại phải cõng ông à? Mày bảo ông yếu gì nữa. Ôi trời ơi. Cõng ông đi. Thế nhưng mà ông đừng ôm con chặt như lúc nãy nhá. Ông biết rồi. Ôi. Này cõng ông cẩn thận đấy, không ông ngã. Ôi. Chuẩn. Thế Lan đâu? Dạ? Thế Lan đâu? Sao không biết được? Nhưng mà lúc ở nhà mày nói với bà như đúng rồi. Thì con cũng nghe cái ông lái đò ông nói như thế nào thì con nói lại như thế chứ. Sao con biết được? Thầy Lang Vẩu. Thầy Lang Vẩu này chắc chắn nó bị vâu. Có thể. Chắc chắn nó bị vâu. Gì à Mỹ? Đấy. Thế chứ đúng là vâu còn gì nữa. Vẩu thật nhỉ. Về. Về. Sao mà về? Ăn nói như thế thì. Về. Ôi giời. Thầy, dạ, con xin thầy thứ lỗi. Ông con nhà con là đường xá xa xôi lặn lội mãi mới qua sông sang được đến đây. Vừa mới qua sông sang được đến đây cái thì... Dạ. Thì làm sao? Anh nói nốt câu với tôi xem. Dạ. Được không vậy bạn? Dạ. Qua sông thì gặp thầy. Thế thì được. Dạ thưa thầy, chả là con nghe ông lái đò ông nói. Rồi bà con ở trong làng người ta nói. Rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa về thầy. Tôi làm gì có tiếng dữ gì mà đồn xa. Hả? Tức là các cụ nói lại như thế thì con cũng tiện mồm con nói thôi. Chứ thầy thì làm gì có tiếng dữ ạ. Thế thì khám cho ai? Có tiền không? Chứ biết bệnh gì mà đã hỏi tiền rồi. Cái tánh của tôi thế đấy. Vì ơi, thầy,
Thầy ơi! Như thế là hay đấy. Dạ. Khoái tính của thầy đấy, như thế là giỏi đấy. Được, cứ chữa đi. Bao nhiêu tiền, tôi lo hết. Dạ. Phải thế chứ. Này này, nhìn thấy biết ngay. Ừ. Là yếu. Đúng. Mà cái đấy nó dùng. Cho nên là... phải rút. Rút? Rút cái gì? Thế nhà ông nghĩ là rút cái gì? Rút kinh nghiệm chứ rút cái gì? Tớ cứ nghĩ rút là rút. Mà này, rút kinh nghiệm như thế nào? Về à? Cứ thế mà làm. Về thôi. Chúc con biết dạ, rồi. Dạ vâng ạ. Thế con xin phép thầy để con đưa ông con qua sông ạ. Lại qua sông. Nhà anh nói nốt câu đi. Qua sông thì về tới nhà. Thôi. Dạ vâng. Chào thầy. Vâng. Lại nhà. Hơi một tí là qua sông. Ở đây. Thầy cho qua sông thật rồi. Ơ, mình đã lấy đồng nào đâu? Này, mình đi đâu đấy? Tôi ra ngoài. Dịch cân kinh một tí. Gơm gì? Vừa mới vẩy xong thì giờ lại định ra ngoài đấy vẩy tiếp à? Vẫn dư sức mà. Đi vào đây với tôi. Để tôi ra. Cứ vào trước đi. Tôi vẩy một tí xem tôi vào. Theo ấy khỏe thế. Tôi bảo này, cái ông thầy làng ấy có cái mẹo hay quá cơ mình ạ. Ngày mai là tôi phải thưởng thêm cho thằng Nô đấy. Thế mình ra mình vẩy một tí rồi mình vào với tôi luôn nhá. Này hôm nay trời gió lắm đấy. Đi đi. Nỡ mà. Mà lão này có vẩy đêm bao giờ đâu nhỉ? Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Ông vừa nói cái gì đấy? Nói cái gì? Nói. Tôi đang nhìn xem trong chum này có con chuột nào không. Chum này có con chuột nào không à? Không khai thật ra nhé, thì tối nay ngủ ở ngoài này với chuột. Này. Sao? Ông có khai ra không? Ông thì... vừa nói gì? Thầy lang bên làng bên ấy có nói là muốn cải thiện cái chuyện kia ấy, thì mỗi lần xong ra đây nói vào cái chung là vừa rồi không phải vợ mình, vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi, không phải vợ. Ta. Tin tao em Châu. Nam Đồng đang buổi ban trưa lại gặp cô gái vẫn chưa đi về. Dạo này là vẫn xinh nhất cái nàng này luôn á. Anh ăn kẹo hay là anh uống nước đấy? Bao nhiêu tiền một quả trứng? Quả trứng 2 đồng. 2 đồng một quả trứng à? Ăn mấy quả? Ăn một quả nhưng mà không phải quả trứng mà là quả tim. Nhà tôi bán trứng chứ không bán tim. Không ăn thì đi chỗ khác. Sáng sớm phải ra trưa bán được cái gì. Nhưng mà cứ thích ở đây đấy. Ta ai bảo xinh. Chào Châu. Châu hôm nay bán được nhiều bánh chưa? Chưa bán được cái nào đây, mở hàng đi. Bánh Châu bao nhiêu tiền một cái? Đồng rưỡi 2 cái.
vừa bảo trứng trâu bao nhiêu tiền một quả? 2 đồng một quả. Vẫn giá như hôm qua nhỉ? Vẫn giá thế thôi, nhưng lại nói về trứng nhá. Là trâu ấy, là so sánh với trứng là như thế này. Ở làng này nhá, da trâu trắng như trứng gà, mà mắt đen lay láy như là trứng chim. Đúng rồi. Gà với trứng chim thì có gì khác nhau? Châu ơi, Châu không biết đấy thôi. Con chim thằng này nó nói là con chim cuốc ấy. Con chim cuốc nó đen, nó đẻ quả trứng cũng đen. Đúng cái rồi. Lòng nó cũng đen như là mắt của Châu ấy. Đúng. Châu ơi, tôi nói thật với Châu nhá. Thằng tà nhà tôi ấy, nó để ý Châu đấy. Nó chỉ tìm cách để ra ngắm Châu thôi, nhưng nó không dám nói. Mày đã nói gì chưa? Nói đúng một câu thôi là muốn có được trái tim. Nó chỉ muốn trái tim của Châu thôi. Thế nếu như Châu đồng ý để tôi về, tôi bảo ông nội tôi làm cái lễ sang đón Châu về nhá. Nhà tôi toàn người thông minh thôi. Châu mà lấy thằng tà này nhá, đẻ ra người cực kỳ thông minh đấy. Tôi chả tin. Nói thế thì làm sao mà tin được. Thông minh cái gì? Ừ. Đấy, hàng đang ghế này. Thông minh thì bán hộ tôi cái coi. Bán hết chỗ này. Bán hết chỗ này đi, thì muốn gì cũng được. Châu hứa nhá. Bán hết chỗ này, Châu đồng ý về làm vợ thằng tà nhá. Chắc chắn luôn. Tao bảo. Chiều này ngồi suốt từ sáng đến giờ chả bán được cái gì. Thế thì làm sao mà lấy được con trâu? Ê, nhìn này. Em nghĩ là một cách này thôi. Mày nghĩ ra cách gì? Anh bây giờ mua hết chỗ này cho em. Là em cưới là con trâu thôi. Tao cũng nghĩ ra một cách rồi. Mày muốn lấy con trâu đúng không? Dạ. Mày đưa tiền cho tao, tao mua hết chỗ này, thế là mày lấy được con trâu. Thế thì cơ mà cả đời này em không lấy được con trâu. Làm gì có đồng nào. Đúng là cả nhà mình thông minh mà lại không nghĩ ra cách à? Thông minh nhưng mà không nghĩ được cách. Mua. Này. Trâu đâu rồi? Tao hỏi hai thằng mày là Châu đâu? Châu ra ngoài kia rồi. Sao ra ngoài kia? Bình thường hàng ngày tao đi qua đây tao thấy Châu ở đây mà. Thế hỏi Châu làm cái gì? Tao hiểu rồi. Này. Hả? Tao hỏi mày. Mày thích Châu đúng không? Thích. Châu là của em. Khổ quá đấy, tao hỏi. Mày yêu Châu đúng không? Yêu chứ gì. Mày hôn Châu chưa? Chưa. Mới gặp một hai lần đã làm được gì đâu. Tôi chết rồi, mày gặp một hai lần rồi à? Mày yêu Châu là của nhà tao. Thế là Châu mày... là của nhà mày à? Ừ. Mày có muốn hôn Châu không? Châu nhà tao ngoan lắm, bảo gì cũng được, nói gì cũng nghe. Ôi dồi, thế thì tao mà được hôn Châu nhà mày thì còn chỉ bằng nữa. Mẹ hôn Châu. Tao biết rồi, tao có cách rồi. Mày muốn hôn Châu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tao sẽ làm cho mày hôn Châu. Và tao sẽ làm cho Châu hôn mày. Ôi dồi, thế á? Nhưng với điều kiện. Như nào? Điều kiện gì? Mày mua hết chỗ này cho tao. Mua hết chỗ này thôi gì? Ừ. Ôi dồi, này này, mày mà giúp cho tao nhá, tao mà hôn được Châu nhá, không những chỗ này mà 10 chỗ này tao cũng mua hết luôn. Mày hứa nhá. Tao hứa. Tao sẽ làm cho nó hôn Châu. Này ôi, này này, tao mà không hôn được Châu nhá, thì chúng mày cũng liệu hồn đấy nhá. Nếu như mà mày mà hôn được Châu thì sao? Nếu mà hôn được Châu thì cái gì tao cũng chịu. Mày hứa nhá. Này ôi, mày hôn Châu thì còn cách gì nữa mà tao mà sống làm cái gì? Tao nói với mày đúng một điều này thôi. Tao đồng ý cho mày hôn Châu. Bây giờ tao dẫn mày đi hôn Châu. Đi luôn à? Đi luôn. Đi luôn hôn Châu.
mày không hôn tiết với tao. Đâu Châu, đâu Châu, đâu Châu thì cũng phải từ từ đó. Mà Châu này khó tính lắm. Ở cái nàng này chỉ có đúng một mình anh tao là bảo được đến thôi. Mày có chắc là anh mày sẽ dẫn được Châu đến đây không? Anh tao nói được là làm được. Này, tao mà không gặp được Châu nhá, tao mà không hôn được Châu nhá, anh em nhà mày liệu hồn đấy. Này, mà mày mà không hôn đâu thì mày cũng liệu cái thằng thần hồn đấy. Ôi trời ơi, tao sợ quá cơ, tao cả đời tao chỉ mong hôn được Châu. Đây này, này. Đâu Châu, đâu đây, Châu đây, đây, đây là anh ta đến đây này, này. Đấy. Cái gì đấy? À. Này. Này Châu đây. Châu đây. Đây à. Không không. Mày. Mày hôn đi. Mày hôn, mày hôn đi. Không anh ơi, không phải, ý em không phải là Châu này. Này. Đây Châu đây. Mày bảo mày thích hôn Châu con gì? À, không không. Ừ, sao? Không. À à, cái gì? À, chị Châu đồng ý hả? Sao? Đồng ý à, rồi. Cái gì? À, chị bảo là mày hơi xấu một tí nhưng mà không sao, chị vẫn đồng ý. Không không à. Không, không, không 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 anh ơi, anh ơi. Anh nói lại với chị hộ em là em không phải là hôn chị Châu này mà em hôn là chị Châu Châu người cơ chứ không phải Châu Châu này. Hả? Anh ơi. Cái gì à? Cái gì? À, nó bảo là nó chê chị Châu xấu, nó không thích hôn chị Châu. Cái gì? À, nó xúc phạm à? À mà không, nó xúc phạm nó một trận hả? Lẹn cho nó một trận, chị Châu bảo thế. Ai mà không cản tao ấy, hôm nay tao đấm cho nó một phát nữa. Ai ui ui ui, tao đấy, tao hăng quá bây giờ nó bị xá cái vai này, mày nắn hộ tao phát. Ôi ôi, thế bảo nắn à? Chú chú ơi, mày bẻ phát gãy tay tao rồi. Ôi ôi, chân bây giờ nó không co lại được thế này. Thế thì bẻ lại một cái. Ai? Được chưa? Ai da? Ai da? Này, mày học nghề thuốc ở đâu mà mày giỏi thế? Mà anh là thông minh ý, anh hả? Nghĩ ra cái trò dừa con Châu. Thì nếu mà hôn con Châu thật thì em đau tim lắm. Anh mày là người thông minh mà. Cả nhà mình đều minh minh. Ta. Ôi, mỏi cái tay cầm cái liềm cũng không chắc này. Ông ạ. À. Ông ạ. À. Ừ. Công nhân là ai cái thằng này? Đi đâu bây giờ mới về? Dạ, con đi cắt cỏ cho Châu. Ừ. Con đi tán tâu. Tán tâu? Thôi, không nói nhiều nữa. Xuống bếp nấu cơm. Nhà có khách. Nhà mình mà cũng có khách không? Ai vậy ông? Ai? Cậu chúng mày. Mà không hiểu sao cậu chúng mày bị cái thằng nào nó đánh sưng vùi hết cả mặt. Thằng nào nó dám đánh cậu con à? Thế là hôm nay nhiều vụ đánh nhau thế. Cậu con nó bảo ở làng này có hai thằng xông vào đấm nó, thụi nó. Ôi trời ơi, thế thì không được rồi. Thằng nào? Ông hỏi cậu ra đây, ông hỏi xem thằng nào ở làng này dám đánh cậu con bổ cho nó một phát thì nhỉ? Con đấm một phát thì... Cậu Quý ơi! Cậu Quý! Cậu dạ. Quý ơi! Dạ! Cậu Quý ơi! Cháu đây ạ! Dạ, đâu đấy? Ây da! Hả? Ôi dạ! Ôi anh ơi, em xin các anh tha cho em ạ, em xin lỗi các anh ạ. Đi. Thế này là thế nào? Dạ không ạ, hai anh này vừa đánh cháu ạ. Tôi thế tôi. Ôi giời ơi, hai cái thằng này. Nằm xuống. Nằm. Thôi, thế này là nói nằm cậu thôi. Thế rồi. Ông phải cho chúng mày biết thế nào là đánh cậu. Bà Lý ơi. Bà Lý ơi. Đây. Này, có cái chuyện gì mà ầm ĩ lên thế hả? Cô không biết là nhà tôi đang có chó à? Nó cắn nát người cô thì làm sao? Ủa, cái vấn đề đấy nó cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ có sang gặp bà. Hả?
Ô thế có chuyện gì hả cô Hến? Bà đi ra ngoài ngoài miếu hoang đi. Cụ Lý cụ ấy đang làm sao? Cụ Lý. Ông Lý làm sao? Cụ Lý cụ ấy đang bị ma nhập ở ngoài miếu hoang kia. Ôi tôi chết rồi. Ở ngoài miếu hoang nên là có rất nhiều ma quỷ. Ông ấy đi đâu mà ra đấy để cho ma nhập hả? Trời ơi khổ tôi thế này. Con không biết nhưng mà đang nhảy tưng 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 như kiểu người bị điên ở ngoài kia kia. Trời ơi đi ra ngay thôi chứ còn. Ôi cụ ơi, cụ làm sao đấy ạ? Ôi cụ ơi, cụ đừng làm con sợ. Ôi cụ ơi, con lạy cụ. Thôi, đừng lạy, đừng đi lại chóng mặt. Ta đói quá rồi. Ôi cụ, cho ta ăn đi. Ôi cụ ơi, tháng nay chưa được ăn gì. Ôi cụ ơi, sắp về đến nhà rồi. Về đến nhà là cũng tha hồ mà ăn cụ nhá. Nhà nào, ta làm gì có nhà, nhà ta ở đây mà. Nhà cụ ơi, ơi, ông Lý đâu rồi? Ôi trời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi là ông ơi, làm sao? Ai làm gì mà ông lại ra nông nỗi này à? Ông Lý ơi là ông Lý ơi. Bỏ tay ra. Đây. Thế con mẹ này là con mẹ nào mà nhìn nó xấu thế? Cứ như con mẹ già ấy. Đừng qua. Ôi trời ơi. Người ta xinh đẹp thế này mà là nhìn một lúc mà rồi bán ra người ta thành con mẹ già à? Trời ơi. Ông ơi. Ông ơi ông. Tôi đây mà. Tôi là vợ của ông đây mà. Vợ nào? Tôi là bà Lý đây mà. Lý nào? Tôi là vợ yêu của ông đấy mà. Lý Trưởng hả? Thì đúng Lý Trưởng mà, ông đấy. Đây không phải Lý Trưởng. Tôi với bà không quen biết gì nhau cả. Thấy lão Lý đi qua đây hợp vía nhập vào chơi thôi. Tôi là người ở đây. Dạ, không, ông không phải là ông Lý nhà tôi ạ. Tôi chết rồi, ông bị nhập thật rồi, Ôi, cụ ơi cụ, thế là bao nhiêu người đi ngang qua đây cũng không vào. Cụ lấy đi cụ nhập vào chồng con là thế nào hả cụ ơi? Thích nhập cụ? Thích nhập. Thế bây giờ thế này, cụ ơi cụ thích gì? Cụ thích cái gì cụ cứ bảo con ạ. Con sẽ chiều, con xin cụ tha cho chồng con. Cụ thả chồng con về với con, cụ nhớ. Chả thích gì, thích cái con mẹ xè. Đừng có ngồi gần lại. Thích thêm cái nữa là ăn. Đói quá rồi, cho tôi ăn đi. Không. Mì cả. Bảo cả cái tổng này. Không. Đừng có mon men lại gần đây. Dạ. Đừng làm phiền tôi. Dạ. Tôi thích yên tĩnh. Dạ vâng. Thích có một góc riêng tư. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Mày nghe thấy gì chưa? Bây giờ thế này nhá. Mày đi tìm cái gì ngon ngon để dâng lên cụ nhá. Đặc biệt nhất là mày đi giao khắp cả làng ấy. Mày nói là ở đây là đang có vừa có cụ. Có cụ nhập. Cụ về ngự. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Cụ về ngự. Thế cho nên là cấm ai được bén mảng đến đây nhá. Cấm ai được làm phiền cụ. Dạ vâng, đúng như thế đấy ạ. Đúng, tốt rồi. Dạ, vâng. Thế là thích lắm. Rồi, cụ thích riêng tư. Thôi đi. Lại đây. Cái quan trọng nhất là đã mời tới cúng chưa? Bà yên tâm, thằng Đông nó đi gọi cậu Quỳnh rồi ạ. Thôi, đừng gọi thằng Quỳnh. Ông nhận ra tôi rồi hả? Không, ở đây kỵ thằng Quỳnh lắm. Dạ vâng, con xin lỗi ạ. Nhìn thấy mặt thằng Quỳnh là ghét rồi. Dạ vâng. Đừng có gọi thằng Quỳnh đến. Dạ. Là vật cho lão Lý lăn đùng ta bây giờ. Không. Con xin cụ cứ bình tĩnh ạ. Không ạ, Quỳnh hiền lắm ạ. Quỳnh không làm gì cụ đâu ạ. Không, mà chắc chắn là sẽ không có Quỳnh, cụ yên tâm nhá. Vừa ra vừa gọi, nhấc gọi. Đừng có ai đến đây làm phiền tôi nữa. Thằng này có lâu thế chứ này. Ôi sao đi lâu thế hả con? Dạ,
Bẩm bà, bẩm ông, tôi đã đến ạ. Ôi trời ơi, cậu Quỳnh đến rồi đấy à. Cậu Quỳnh ơi, ông nhà tôi nặng lắm cậu Quỳnh. Quên. Cụ ý, là cụ à, kỵ Quỳnh lắm. Cứ nói đến Quỳnh ấy là sợ Quỳnh lên ấy. Thế thì gọi là Quỳnh đi bà. Đúng rồi. Vâng. Cậu Quỳnh ơi, cậu Quỳnh ơi. Dạ. Ông nhà tôi là nặng lắm cơ. Bây giờ thế này này, cậu làm cách nào ấy để cho cụ đi, rồi ông Lý về với tôi nhá. Dạ. Giúp tôi cái. Bà yên tâm. Theo kinh nghiệm dân gian ấy, vâng, những người mà bị vong nhập như thế này này, vâng, là chúng ta phải chuẩn bị một cái roi dâu to, chắc. Sau đấy là phải thêm nước tiểu. Mình sẽ lấy cái roi dâu chấm vào nước tiểu, đánh vào người, lúc đấy sẽ tỉnh. Địch xạ. Cậu ơi, địch xạ. Con vòng này cứng đấy. Cậu ơi, coi dâu thì có rồi. Thế nhưng mà cái nước ấy thì Ở đâu? Lấy ở trong ra, lấy ở đâu ra? Đúng rồi. Nhanh lên. Sốt ruột quá cơ. Đây, bà cầm chút. Vâng. Bà ơi, hay là mình thử mấy phát đi, xem nó có hiệu nghiệm không? Đúng rồi, thử luôn đi. Đánh sợ. Cụ nói gì đấy? Cụ đang liên thiên mà. Cụ không sợ. Ôi trời, bà ơi, mới thử phát một thôi mà cụ coi như là coi kìa. Cái này chắc là... tức là ông Lý mới về được một nửa rồi. Cụ đi được nửa đường rồi đấy. Về làm thật luôn đây này. Rồi. Làm luôn đi. Bà ơi, theo kinh nghiệm dân gian ấy, tức là mình sống ở đây ấy, có nhuyễn. Đấy, xong đấy nhá. Đấy, bà thấy chưa? Mình sẽ đánh thẳng vào người ông. Ba roi. Không được. Sao lại ba? Hai roi nha bà. Năm roi cho chắc ăn. Mà nó tóm lại, vụt tới tấp đi. Khi nào cụ đi, ông Lý về là được. Về rồi, không phải vụt. Sao lại ngồi đây? Sao mọi người đông thế này? Cụ ơi, con đây. Con vừa nói chuyện với cụ từ ban nãy mà. Cụ nào? Cụ về ngự đấy. Cụ ngự ạ? Ngự nào? Tôi đây, Lý trưởng trong mà đây. Ông về rồi ạ. Ông về rồi ạ. Ông về rồi, ông ơi. Sao tôi lại ngồi ở đây? Ông ơi. Ông ơi. Đi qua đây. Thế cụ ngựa, cụ thấy ông hợp vía. Cụ nhập vào, cậu bảo rất thích thì nhập thôi. Thật thế à? Mày nói làm tao sợn hết cả da gà. Tốt, sợn là tốt rồi. Bây giờ đưa ông về, cho ông đỡ sợn. Mà không có cụ lại nhập nữa đấy. Tôi đi về. Cậu Quỳnh ơi. Anh cậu... bảo gì tôi? Cậu làm gì mà cậu cứ bần thần ra như thế? Cậu không về đi nhá. Cụ ngự mà thấy cậu hợp, cụ nhập vào là cậu mệt đấy. Anh Đông này. Dạ. Anh có tin là ở đây có ma thật không? Chuyện này tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà sao cậu lại hỏi thế? Không có gì đâu. Thế ông Lý nhà mình ý, đã bị như thế này bao giờ chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên cụ Lý bị nhập đấy. Nhưng mà cái tin ngôi miếu hoang này có ma ấy, vào cách đây khoảng hơn một tháng. Chính xác là từ cái lúc cô Hến về làng. Mà cậu không biết gì à? Bây giờ tôi mới biết đấy. Tôi hiểu rồi. Cứ vào ngày rằm hoặc mùng 1, ở trong miếu cứ lập lòe, léo lắt những ánh đèn, rồi có những cái tiếng nói chuyện với nhau ở trong miếu, khiến cho dân làng đi qua hoảng sợ. Rồi từ đó không dám làng vàng ở quanh miếu nữa, vì sợ bị nhập hồn, không siêu thoát được. Ông
Hến đi rồi, nhớ Hến quá. Em cũng nhớ Lý lắm ấy. Công nhận là Lý giỏi thật đấy. Chắc là cả cái làng bồn này mới có một mình Lý mới nghĩ ra cái trò ma quỷ đấy thôi. Công nhận là Lý giỏi thật. Bây giờ thì có phải thách cả thằng chồng em với cả con mái già nhà Lý cũng không thể ngờ tới. Em yêu Lý quá. Không giỏi, không giỏi mà anh lại làm Lý trưởng được ở cái làng bồn nè. Cứ mãi như thế này thì thích Lý nhờ. Cả cái làng này, cả cái tổng này chả ai biết được mình là hai con ma thế nhỉ. Cậu Quỳnh ơi, đang giữa trưa, cậu gọi tôi ra miếu hoang có cái chuyện gì ạ? Anh làm cái gì mà run như cây sấy đấy? Anh về báo bà Lý tới đây gấp để bắt ma nhà họ Lý. Ma loại gì mà lại nhà họ Lý ạ? Từ nay đây sẽ là không gian riêng của chính mình, tha hồ mà hú hí. Thế vậy mấy bữa anh lên tỉnh nhớ mua hồ sàn cho em, nhớ mua vải phác váy đẹp cho em nhé. Không phải chờ mấy hôm nữa đâu, có luôn đây này, cứ ngoan ấy là cái gì cũng có. Trời ơi, chánh nắng chứ mà. Nó say nắng hay là ông say gió hả? Say nắng, say nắng. Ma mắn.
Ui trời ơi, ui trời ơi. Khiếp quá, khiếp quá. Làm sao mà khiếp? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Nhà ta là nhà gia giáo nề nếp tôn ti trật tự. Bảng ngáp, bảng ngồi bảng ngáp há hết cả miệng ra như thế thì nhìn nó có ghê không? Thế buồn ngủ tôi phải ngáp chứ. Ngủ, ngáp thì che cái miệng nó lại. Con cháu nó nhìn vào thì còn ra cái thể thống gì nữa. Làm gì có ai ngồi đây? Mỗi tôi với ông. Kể cả không có ai nhá. Bà phải giữ cái tôn ti trật tự, kể cả chỉ có một bản thân mình. Như thế nó mới tròn vẹn được. Ôi trời. Mà ông đi đâu bây giờ mới về? Ô hay. Còn đi đâu nữa? Thì tôi sang nhà thầy để bàn về cái việc ngày mai làm cái lễ nhập trạch cho gia đình mình ấy. Thế thầy có bảo thêm cái gì nữa không? Còn những cái gì mà đã dặn trước ấy là tôi mua đầy đủ rồi. Không thiếu một cái gì cả. Kể cả là con gà trống. Tôi sang nhà bà Thìn tôi mua rồi. Đẹp lắm. Vứt. Sao lại vứt? Thầy có nói lễ lạt hôm trước thầy đã dặn rồi, cứ thế mà mua. Đặc biệt là cái con gà trống ấy, nó phải là cái con gà trống nhưng chưa được đạp mái. Thế bây giờ cái con gà trống đấy là lấy ở đâu? Ồ, thế con phải lấy ở đâu nữa? Bà cứ hình dung xem, người ta linh thiêng là cái con gà trống để nó sinh sôi nảy nở, đúng không? Nhưng nó lại không được đạp mái để cho nó là sạch sẽ. Đấy, chứ bà đưa cái con gà thiến đi lên trên cái bàn thờ thì các cụ lại chả quả chứ. Thế để định là tuyệt tự giống nòi. Ai biết, tôi cứ bảo thế mua gà trống, thế con nào đẹp thì tôi mua. Thế bởi thế mới nói, bà chả chịu để ý những lời ăn tiếng nói gì của tôi cả. Mà cái con gà trống nó chưa đạp mái đấy, bà biết lấy ở đâu không? Đâu? Trời ơi, thì chính là cái con gà mà sáng nào tôi cũng dậy cho nó ăn, rồi vần vò nó đấy. Nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra đấy. Đúng nhỉ. Cái con gà đấy là tôi đã phải giấm cách đây vài tháng trời rồi. Mua về và tự tay mình chăm, tự tay mình cho nó ăn, tự tay mình nuôi để kiểm soát cho nó có lớn nhưng mà không có đạp mái. Để cho thế nó mà sạch tôi không sẽ nghĩ ra. Bà thì nghĩ được cái gì? Thế là ngày mai sẽ thịt con gà đấy để làm lễ. Chứ sao? Thế nhưng mà thầy lại có cái dặn là nhà mình nó lại có hơi đặc biệt. Cái gì nữa thế? Nhập trạch nhưng mà lại phải vào buổi tối. Buổi tối à? Buổi tối. Nhưng không sao. Không sao, chắc là thầy muốn làm như thế để tránh những cái điểm dữ, để tạo cái điểm lành. Thôi cái đấy mình cứ phải nghe thầy thôi. Mình cũng không tự quyết được. Đúng rồi. Nhưng cái vấn đề chính ấy là cái con gà đấy, bà nhớ nhá. Rồi. Để người nhà cửa nó để ý cho, chứ nó sơ sẩy một cái gì cái là chết. Nhập trạch nó không thể đùa được đâu nhá. Rồi, tôi nhớ rồi. Rồi, tôi đi chuẩn bị đây. Rồi. Mà cũng vào đi ngủ sớm đi nhá. Ui giời khổ. Mà không hiểu tại làm sao ngày xưa thì nó duyên dáng, nó rón rén, nó dịu dàng. Bây giờ lại cứ huỳnh huỵch ra như thế. Không còn tí nào gọi là tôn ti trật tự. Úi giời ơi, tiên sư nhà mày. Ôi giời ơi, ôi, con Sinu. Sinu à, mày có đứng lại không thì bảo hả? Mày đâu rồi? Úi giời ơi, ô mà tìm được thì mày chết với ô nhá. Mày đâu rồi? Thằng này, thằng thanh con kia, đứng lại không? Đâu rồi mày đi ra đây, hả? Mày đây rồi. Mày đi ra đây, nhanh lên, ra đây, quỳ xuống. Hư này, bố con xin u. Dạy mày rồi, tại sao mày nghịch như thế, hả? Nghịch cái gì thì nghịch, riêng cái việc đấy là mày không được nghịch nhớ chứ. Hư lắm rồi. Ôi, con xin gì? Xin cái gì mà xin? Hả?
u điên lắm rồi nhá. Bây giờ không có gà cúng thì biết làm thế nào hả? Rồi, ui là rồi. Thư này. Dạ. Bình thường buổi sáng ông nội hay cho gà ăn và vần gà. Nhưng mà sáng nay con mở cửa chuồng ra một cái thì nó chạy đi mất ạ. Đấy, cái tội này là cái tội đáng đánh. Mất thì ăn đòn, mất thì chịu đòn nhớ chưa? Thư này. Cái gì? Thư này. Khổ, dừng tay lại. Sao lại ầm ĩ lên thế? Khổ quá. U đã dậy nhiều lần rồi. Gia đình nhà mình là gia đình nho giáo. Phải biết mình nề nếp, phải nhẹ nhàng, nhất là trẻ con. Phải nhẹ nhàng dạy bảo chứ, cứ hơi một tí lại tượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mà làm sao mà ở ra cái chỗ này rồi thì thiên hạ người ta nhìn thấy người ta cười cho chứ gì? Hả? Thiên hạ cười thì kệ họ, chứ còn cái chuyện này không thể nào mà nhịn được U ạ. Nó hừ. Hay nhờ, U nói rồi, không có chuyện gì là không giải quyết được. Làm sao mà cứ phải ầm ĩ lên thế, cứ nhẹ nhàng ngẫu xem nào. Nhẹ nhàng, đấy, bây giờ ấy, buổi chiều nay cúng đến nơi rồi. Mà không có gà, thì U định tính như thế nào? Ồ hay nhà cúng mà tại sao lại không có gà? Không có gà thì làm sao mà linh được? Đấy, U đi hỏi cháu của U đấy. Là thế nào? Dạ, thưa bà, là bình thường buổi sáng ông nội hay cho gà ăn và vần gà. Nhưng mà thế nào mà sáng nay con mở cửa chuồng ra một cái thì nó chạy tót đi mất ạ? À, thế hóa ra là cái con gà cúng là con mở cửa chuồng à? Dạ. À, cái cha ta xuống bố như mày. Cha ta xuống bố như mày. Ôi, có con gà đấy. Làm ăn đấy. Con xin giết gì cả. Của con luôn, đáng đánh nhá. Hả? Tại sao lại làm chồng con gà lễ của bà? À, sao dừng tay. Làm cái gì mà ầm ĩ như thế? Hả? Làm cái gì mà ầm ĩ như thế? Hả? Trời ơi, cái gia đình này nó còn có tôn ti trật tự nữa không hả? Tại sao lại cứ ầm ĩ lên thế là thế nào hả? Trời ơi, tại gì tại hỏi cháu ông ý. Làm sao? Bà sang đây. Con đứng dậy. Trời ơi, sao trẻ con mà lại bắt nó quỳ xuống như này? Tôi đã nói với bà rồi. Thầy đã nói với con rồi. Cái gia đình nhà mình là cái gia đình có truyền thống, nề nếp gia giáo, kính trên nhường dưới. Thế mà tại sao ầm ĩ nỉ non cả lên buổi sáng người ta hả? Này, cái đứa trẻ con này nó bé tí bé tẹo này, nó như cái mầm cây ấy nhá. Dạy bảo nó tử tế, uốn nắn nó tử tế, chứ bà dùng roi dùng vọt, dùng lời nói nặng với nó là nó sẽ bị tổn thương, làm sao mà nó có thể phát triển được hả? Cháu của tôi hả? Nhưng mà ai chả biết thế. Nhưng mà cháu bà bỏ cái tay xuống đi. Bà nói năng cho nó nho nhã đi xem nào. Nhưng mà cháu của ông ấy, nó gây lên chuyện không thể chịu được, không thể đừng được. Có cái chuyện gì thì cũng phải bình tâm mà nói chuyện nhá. Có cái chuyện gì cháy nhà chết người đâu mà bà cứ ầm ĩ cả lên thế nào. Thầy ơi, cái việc này nó còn hơn cả cháy nhà. Khổ quá, tôi chưa thấy có cái việc gì mà nó ghê gớm hơn là cái việc cháy nhà cả nhá. Nào, bây giờ thì nói đi, có chuyện gì? Thế bây giờ tôi hỏi ông, lẽ bây giờ không có gà lễ thì ông định tính nào? Cái này nó là gia giáo rồi, nó là lễ tiết rồi, cúng là phải có gà. Không có gà thì làm sao mà linh thiêng được? Thì đấy, thì bây giờ ông hỏi cháu ông ấy. Làm sao? Dạ, thưa ông là... Cứ bình tĩnh, con không phải sợ nhá. Có ông ở đây rồi, không phải sợ nữa chưa? Nào, có chuyện gì? Dạ, là bình thường buổi sáng ông hay cho gà ăn và vần con gà. Đúng rồi, sáng nào ông cũng dậy sớm, ông ra ông vần con gà, ông cho nó ăn. Cái con gà đấy là để ông sẽ sau này có cái việc, là cái ngày quan trọng ấy là ông sẽ cúng. Nào, nói tiếp, có chuyện gì? Dạ, như các buổi sáng khác, con hay mở cửa chuồng ra cho gà ăn rồi vần con gà. Thấy chưa? Bà và con đã thấy chưa? Cái thằng cháu của tôi đây này, nó học y như cái tính của tôi đây này. Chịu thương, chịu khó, làm việc nhà, đâu vào đấy. Thế có cái gì đâu mà lại đây, roi vọt đánh nó là thế nào? Rồi, ông cứ hỏi cháu ông tiếp đi. Thầy ơi, vẫn còn đoạn sau ạ. Vẫn còn đoạn sau thì đương nhiên rồi. Nào, thế con nói tiếp. Rồi sao nữa, con vần con gà, con cho con gà ăn, rồi con lại cho nó vào chuồng đúng không? Dạ, nhưng mà thế nào mà sáng nay con mở cửa chuồng nó một cái, thì con gà nó chạy tót đi mất ạ. Ông định dùng U con đấy bà. Ô, cái thằng này đứng vào đây
ai mà lại làm như thế? Ông nào mà lại làm như bà với lại mẹ con như vậy? Nào, tức là con mở cái chuồng gà ra, con vần con gà con cho ăn, nó chạy mất, đúng không? Dạ. Ui dồi ôi, đúng rồi. Chắc là cái con gà này nó biết là hôm nay mình sẽ thịt nó để mình cúng, cho nên nó sợ quá nó chạy. Ờ, thế thì đúng không? Dạ. Ừ, có sao đâu. Thấy con thấy chưa? Ông có đánh con như là bà với mẹ không? Đúng không? Không việc gì phải sợ. Mà cái tiên sư nhà mày, cái tiên sư nhà mày, cái con gà ông nuôi bao lâu để ông cúng ngày hôm nay ông cúng, mà không có nó thì làm sao mà thiêng được? Cái tiên sư nhà mày, thầy ơi, sư tông môn nhà chúng mày chứ. Thôi, ông điên mất về chúng mày thôi. À, làm sao? Như thế nào? Thôi bây giờ thì để tôi đi chợ tôi mua con khác vậy. Chứ còn gì nữa? À, có biết được rằng là cái lễ giáo của mình dù cỗ to hay cỗ nhỏ thì đều phải có con gà, đều phải có đĩa thịt gà. Nếu không có con gà, không cúng gà ấy, thì nó không thiêng, nó không linh. Tông môn nhà chúng mày, tại sao cái việc đấy thôi mà cũng phải để ông nói nhiều là thế nào? Hả, dậy mãi rồi. Ơ kìa, khẩn trương lên, còn đứng trơ mắt đấy chưa? Ông bị vụt cho cả lũ chúng mày bây giờ. Ôi thôi, đi, nhanh lên, còn đứng đấy nữa. Cái tông môn nhà chúng nó chứ. Cái việc như thế, cái việc hệ trọng như thế mà chúng nó cũng để lỡ việc là thế nào? Mà cái gia đình nhà này, cái nề nếp, cái truyền thống nó ở đâu rồi? Bực mình với chúng mày quá kìa. Đấy. Đây. À, thầy vừa thỉnh cho anh lá bùa này. Vâng. Anh về bây giờ còn để nốt ở cái đầu giường chỗ anh đang ngủ là xong. Vâng, kính thầy. Úi dồi ôi. Thầy vất vả quá. Cúng bái mà anh. Vâng. Có phải điều gì dễ dàng đâu. Vâng, mời thầy xây nước ạ. Rồi, không có gì. Thầy xin. Cái này là dán vào đầu giường hả thầy? Đúng rồi. Vâng. Anh cứ dán vào đầu giường. Vâng. À, thế nào? Từ lúc mà tôi đổi hướng nhà cho anh thấy cảm giác ra làm sao? Dạ, bạch thầy là tốt thầy ạ. Đấy. À, ơn giời, ngày xưa nói thật với thầy, cái vận nó kém quá do cái hướng nhà nó không tốt. Tôi thì tôi lại cũng không để ý cái chuyện đấy. Thú thật với thầy, ngày trước cứ nuôi cái con gì là nó lụi bại cái con ấy. Đầu tiên hai vợ chồng có nuôi gà. Ui dồi ôi, cái đàn gà nó phải đến hàng trăm con ấy. Con nào con ấy là nó cứ béo mầm béo mẫm ra. Ui dồi, bà con là ai cũng đến để đặt người dăm con, người bảy con để biếu xén, rồi là lễ lạt tết nhất. Ui dồi ôi, nghĩ là sẽ có món to. Thế rồi thầy có biết không, hai ngày trước khi xuất chùa không hiểu tại sao mà nó chết một loạt. Nó chết cả đàn. Thì bảo như thế thì làm sao mà còn cả vốn còn lãi nữa chứ thầy. Tâm không an. Dạ, tâm không an. Đấy. Thế là ngày đấy thì tôi cũng cứ nghĩ là chắc là mình không hợp với tuổi gà. À. Đấy. Tôi thì nó lại là tuổi chó mà. Chó thì nó là cứ hay mó gà, nó hay cắn gà. Thế cho nên là nghĩ với bà với vợ là có khi thôi mình chuyển sang nuôi con lợn. Con lợn nó lành, nó ở trong chuồng nó không có liên quan gì đến chó cả. Thế bà vợ cũng được, nhưng mà nó hơi vất vả thầy ạ. Thế thì tôi mới bảo là thôi thế này, muốn nó không vất vả thì ta cứ nuôi lợn lai ấy. Mà lợn nái ấy thì làm sao mà nó vất vả, đúng không ạ? Nó đẻ ta lại có lãi. Ui dồi ôi thầy ơi, không ngờ nó hay quá thôi ạ. Nuôi hai con lợn nái mà nó đẻ con nào cũng 14 con. Ui trời, thế này. Trời, con nào con ấy nó nần nấn nó như là cái cối đá lỗ. Trời ơi. Trước khi bán khoảng một tuần, thế thì bà con đến thì tranh nhau là vạch tên và vạch số và ui dồi ôi đánh dấu. Thế nhưng mà đùng một cái có một con buổi sáng ra lăn ra chết. Hai vợ chồng bảo có khi là con này nó ngộ độc, nó ăn phải cái lá sắn thì nó đây. Có khi nó thế. Ui thế là mà đến chiều đến tối là cả đàn nó lăn ra nó chết, mà nó chết cả con lợn mẹ. Thì thầy bảo thế thì con mà đến nhục chứ còn gì nữa. Theo tôi ấy, anh tuổi chó
mà nuôi gà không được. Đúng rồi. Nuôi lợn cũng không xong. Hay bây giờ anh thử đổi sang nuôi chó xem nào. Thì đấy, thầy nói đúng ý đấy. Tôi đổi sang tôi nuôi chó luôn. À, ngay lúc đấy hả? Đổi sang luôn. Thế nào, thế nào? Có khác không? Có khác hay không? Lắm, khác lắm. Ừ. Khác một cái là nó không chết con nào cả. Đấy, tốt. Đấy. Không chết là tốt. Không chết một con nào cả. Nó cứ lớn mơn mởn. Con nào con đấy mà chuẩn bị khoảng 5-7 cân mà lúc đến được thịt ấy. Thì là một là nó đi mất. Ui, hai là nó bị bắt rồi. Nó có chết đâu. Muốn không được. Nhưng là tam sát, đúng không? Tôi nghĩ là nhà tôi phải lục sát mới đúng. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Anh có thấy không? Đó. Đấy. Từ khi mà thay đổi cái hướng nhà, nó cũng khác hoàn toàn. Hoàn đấy. Toàn. Từ lúc mà tôi gặp anh ở chợ ấy, tôi nhìn anh đã rất là hào hoa, phong nhã. Nhìn vâng. Anh, người anh đầy lộc rồi. Vâng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần phải thay đổi cái hướng nhà thôi. Vâng. Mọi thứ sẽ hanh thông. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi thầy ạ. À, thế này, thầy chúc cho anh, sau khi thay đổi hướng nhà rồi, chúc anh là nuôi gà thì gà lớn, nuôi lợn thì lông mượt, nuôi chó thì chó không bỏ đi. Cũng phải thú thật với thầy là từ khi mà thay đổi cái hướng nhà thì nói chung là con cháu nó cũng có đàn, có đống. Tốt. Rồi trâu bò, lợn gà nó cũng tăng gia phát triển. Tốt. Gia giáo lễ tiết gia đình thì nó cũng trên dưới rõ ràng. Tốt. Đấy, thì cũng phải cảm ơn thầy. Thôi thì thế này thầy ạ. Thì nó cũng tới bữa rồi. Thì gia đình cũng làm mâm cơm. Kính thầy ở lại sơi chén rượu nhạt với gia đình cho nó tình cảm. Thầy cũng chẳng giấu gì anh. Vâng. Thầy bận lắm. Bây giờ lại sắp sửa sang một đám khác, vâng. Cũng lễ bái. Vâng. Thôi, thầy cũng muốn để bụng, để sang bên đấy. Vâng. Rồi ăn cơm với cả gia chủ bên đấy luôn. Dạ. Không làm phiền anh chị, vâng. Thầy đi. Nếu mà thầy không ở lại được thì cũng không dám giữ. Thế nhưng mà nói thật với thầy, người ta có câu là có thực thì mới vượt được mọi việc thầy ạ. Đến giờ này rồi mà thầy bụng đói meo thế này thì tôi nghĩ là cúng khấn nó cũng không thiêng. Đúng. Vâng. Anh nói đúng. Vâng. Có thực mới vượt được đạo. Vâng. Thôi đấy, thầy miễn cưỡng ở lại đấy. Vâng. Thầy đồng ý ở lại đấy. Vâng, nhá. Vâng, đấy. Tôi biết mà, thì thầy cũng biết là cái tính của tôi là nó cứ thẳng thắn. Thế nhưng mà cái gì thì cái, nó phải đúng thì nó mới tròn. Mình ơi! Mình ơi! Cơm nước xong chưa mình? Đây, em mang lên đây! Nhanh cái tay lên! Thầy sơi thầy còn về thầy nhiều việc. Thầy bận lắm, thầy bận lắm. Dạ, con mời thầy sơi cơm ạ. Em mời mình ạ. Gà đâu? Dạ, thưa thầy, gà đây ạ. Sao lại bỏ vào đấy? Tại vì nhà con bảo là gà phải gói riêng để thầy mang về ạ. Rồi, tâm quá an, tâm quá an. Tâm an là gì ạ? Là quá an tâm. Vâng ạ. Dạ. Này, lòng mề đâu? Dạ thưa thầy là lòng mề là con nấu miến đấy ạ. Vâng. Ở trong miến đấy ạ? Vâng, dạ mời thầy ạ. Thôi thôi, thầy cũng xin phép nhé. Vâng. Xin phép anh chị. Vâng, dạ. Làm tí canh miến cho nó ấm bụng. Vâng. Nóng quá nóng. Vâng ạ, nóng lắm thầy. Xin phép gia đình nhé. Vâng, vâng, mời thầy, thầy tự nhiên ạ. Úi dồi ôi, thầy cẩn thận, bỏng đấy ạ. Ngon quá. Ôi, ngon quá nào. Thôi mời chị cùng ngồi với anh tôi nhà. Với cả anh nhà nhờ. Dạ, dạ xin phép ạ, thầy cứ tự nhiên nhà con là dạ không có cái lệ này ạ. Dạ con ăn ở dưới với các cháu ạ. Dạ thầy cứ tự nhiên ạ. Gia đình của ông Phú là quá tuyệt vời. Vâng. Trên bảo dưới phải nghe. Vâng. Rồi. Tôi thì vẫn giữ được cái nề nếp đấy thầy ạ. Vâng. Các cháu là các con là mình phải dạy là sống nó phải kính trên nhường dưới, gia đình là phải thuận hòa êm ấm, không bao giờ có một tiếng cãi cọ dù là nhỏ. Cái gì đấy? Cái gì thế? Ôi dồi, bà chạy ngay xuống xem tình hình thế nào.
Vâng. Nhanh 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 khẩn trương. Tâm không an, tâm không an. Ui dồi ôi, tại sao lại thế nhỉ? Mà nói thật với thầy, đây cũng là lần đầu tiên, chắc là có biến gì đấy chứ còn không, chưa bao giờ có cái chuyện này đâu. Thế phải xem chứ nào ý chứ. Sao cứ cãi nhau loạn hết cả lên như thế? Thầy, mày đi vào đây. Thầy cứ bình tĩnh. Ôi, thầy lòng cứ bình... mạch lại động rồi. Thầy cứ bình... Đây. Ui dồi. Đây. Nào. Có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Thầy đã dặn rồi, cái nhà này nó phải có tôn ti trật tự cơ mà. Có chuyện gì? Dạ, con thưa thầy. Dạ, con thưa thầy ạ. Con biết là nhà mình là nhà gia giáo, có nề, có nếp. Cho nên là con cũng cố gắng lắm để không có cái chuyện ầm ĩ trong nhà. Nhưng mà tại cái thằng danh con này này. Ấy. Dạ. Bình tâm. Thầy vừa dặn rồi, có gì, cháu nó là trẻ con nó ngây thơ, nó ngây dại, có gì để bảo, ban nó tử tốn nhẹ nhàng, nên sợ lại cái thằng danh này là thế nào. Tâm phải an. Dạ, mời thầy. Con an lắm rồi đấy ạ. Mời thầy cứ tự. Nhưng mà, không thể nào mà an được với cái thằng này. Ấy, sao, thế có chuyện gì? Dạ, thầy cứ dùng, thầy cứ dùng tự nhiên, có chuyện gì? Nói cho thầy nghe đi. Dạ, nếu mà thầy cho phép thì con xin nói ạ. Ô hay, nói đi, nói ra ở đây để thầy còn dạy bảo nó. Đúng rồi. Đúng sai để có thầy đây chỉ. Đúng rồi. Nhưng mà chuyện này con mà nói ra, thôi, hay là thầy cho con xin phép đưa nó xuống dưới bếp để con dạy riêng ạ. Ô hay, không sao. Thôi, chị cứ nói ở đây nhá. Nào, tôi cho phép. Kìa, mời thầy. Thầy cứ tự nhiên đi, cứ như người già đi. Dạ. Thưa thầy, chẳng là con đang xuống dưới ngả sắp mâm cỗ. Thì riêng con gà là con đã nghe lời của thầy. Đây, gà đây rồi. Dạ vâng, là con đã gói riêng ra rồi ạ. Rồi thầy ăn bát miến đi cho nó nóng. Dạ, riêng lòng mề thì con đã xào lên, con cho vào nồi nước dùng để con nấu miến ạ. Con quay sang bên này để con bóc cái đồng bánh trưng, quay qua quay lại. Thì con đang thấy thằng này nó đứng nó đái vào cái nồi miến kìa. Ui sợ, ôi. Dạ. Cái gì? Nó đái vào nồi miến à? Bình tĩnh, thầy. Thằng này nó đái vào cái nồi miến đúng không? Dạ vâng ạ. Này, cho ông hỏi. Thế mày đái vào nồi miến khi nào? Mày nói đi. Dạ, thưa ông, con đái vào lúc con bắt đầu bắt lên bếp ạ. Ôi giời ơi, tâm ngôn nhà mày. Mày hại ông rồi. Ông Hoành tuốt xác mày ra. Tâm ngôn. Bảo ôi, vừa mới động mồm vào đã thấy chua chua, đã nghi nghi rồi. Lòng mạch lại động rồi. Mình ấy, từ nãy giờ tôi đi theo mình này, tôi nhặt được một đống ruồi muỗi. Quả này á, trưa nay tôi sẽ làm cái món ruồi muỗi xào xả ớt. Ôi trời ơi. Nhưng mà ở đâu mà có đấy? Tuổi thế. Thì tôi thấy là hình như là bu nó hở van hay sao ấy. Từ đoạn đường đầu kia ra đến đây là tôi nghe cứ bùm bùm á. Mà bùm bùm đến ra thằng làm nhiều mà chả có ăn. Dạ vâng, đây là con chào phú ông ạ. Phú ông vừa đi vi hành về à? Tao đã đi đâu mà về. À thế ạ, mà ông không đi cũng đúng đấy. Trời nó nắng như đổ lửa này, đi làm gì cho nó mệt, cho nó vất vả, nó ảnh hưởng đến long thể. Gớm nhỉ. Dạ. Thằng đầu đất mà hôm nay nói cũng văn phong ra phết ấy. Nói nhiều ở trong đây lắm. Đất nhà tao làm gì có rắn mới rết. Mà ông bị cái bệnh yếu tim ấy, mày cứ quát rồi ông giật mình thoát ấy.
mà lạ nhỉ. Hôm nay là không thấy cái con vợ mày đi theo. Thường ngày nó bám mày như Sam ấy cơ mà. À không, mày bám nó như là cái đuôi ấy cơ mà. Ở làng này cũng lạ thật. Nhiều cái thằng đàn ông mà vợ nó quát một cái là chạy cúp đuôi vào, gọi là dạ, bảo là vâng. Thế có phải là sợ vợ không nhỉ? Cái gì? Hình như là có con gì đấy. Vâng, nhưng mà không phải. Nhầm. Mày có biết thằng nào sợ không? Thôi ông ơi, ông cứ vòng vo làm cái gì? Ông cứ nói thẳng đi. Thằng nào? Thằng mày. Nhưng mà không sao. Sợ vợ mình chứ sợ vợ ai? Là cái thằng đàn ông phải biết sợ vợ đúng không? Nhưng còn tao ấy, là tao không bao giờ sợ vợ. Vợ tao ấy, tao gọi là phải ra, bảo là phải vâng. Tao quát một cái là đuôi phải cúp. Được chưa? Về cái điều này thì con phải học ông nhiều ạ. Cứ không cho tôi đi, cho tôi đi đâu. Tôi thoải mái quá thôi. À cái con này, mày vừa nói là mày đi gì? À con nói gì đâu ông, con đâu? Mày phóng huế trên đất nhà ông đúng không? À, không, vợ con vừa nói là đi đồng. Đi đồng ở đây có nghĩa là đi làm đồng. Hả? Làm đồng cái gì? Rõ ràng là có cái mùi khoai nướng. À, mày dám phóng huế ra đất nhà ông? Phen này nhá, cứ lè làng mà phạt. Dạ. Mày sẽ phải khao cả làng, bị cả làng bắt bạc. Ông ơi, vợ chồng con xin ông ạ, chồng con là con không nhịn nổi thôi nên mới thành như thế. Nhà con thì con chẳng cái gì mà ăn thì lấy cái gì mà đãi làng ạ? Lấy cái gì đãi làng tao không cần biết. Mày phóng huế ra đất nhà ông là mày phải khao làng, luật ông đã định ra rồi. À, bây giờ là bây giờ phóng huế là mình đãi làng. Nếu mà không muốn đãi làng ấy, thì vợ chồng mày đưa cho ông 5 đồng. 5 đồng. Bây giờ ông ơi con xin ông đấy ạ. Nhà chúng con nghèo làm gì có tiền mà ăn thì còn có, chả có mà ăn. Bây giờ ông bảo 5 đồng, bán cả nhà con đi chưa được 2 đồng nữa ông bảo lấy 5 đồng. À, không có 5 đồng đúng không? Vâng. Không muốn đãi làng đúng không? Không phải là không muốn mà không có. Không có, nhưng mà chúng mày phóng huế ra đấy là chúng mày phải đãi tao. À, hiểu rồi. Trời ơi, ông thế tóm lại là ông muốn ăn cái gì? Đúng rồi. Chúng mày phóng huế ra đất nhà tao thì phải để tao ăn chứ. Cho chúng nó ăn làm gì? Đúng không? Đúng rồi. Ông là người khôn đấy. Để đấy, con lấy luôn cho ông ăn nhá. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây, mình đây. Đây. Gói cho kỹ lưỡng vào nhá. Không được để rơi ra ngoài một tí nào nhá, nó phí đi. Vâng ạ. Ông ơi, cho con nhỏ tí. Hàng này hàng khoai nướng thơm bổ lắm. Vợ mày gói bánh khoai là ngon lắm. Nhanh mình ơi. Đúng rồi, đúng cái chỗ mà Bu nó vừa đi ấy. Đúng rồi. Ôi giời ơi, này, có mấy bãi à? Dạ. Mày gọi cái gì? Mày vừa nói cái gì? Thì chính miệng ông bảo là bây giờ là phóng huế ra rồi. Thì là phải để ông ăn, đãi ông. Con vừa bảo vợ con lấy cho ông ăn đấy. Ngon lắm, thơm lắm, toàn mùi khoai nướng thôi. Tiền nhân nhà mày. Dạ. Cái đấy mà ăn được ấy thì vợ chồng mày đã không phải ăn khoai rồi. Nhưng mà con lại tưởng là ông lại ăn được. Ông thích tiền nhân nhà mày. Đồ xò lá. Ông kia ông buồn cười nhà. Sao ông cứ đảo lộn đủ và quẹt. Chính miệng ông nói là ông muốn ăn, muốn đãi ông mà. Bu đó ơi, bu. Cay lắm, điên lắm đấy, nhưng mà không làm gì được đâu nhá. Từ mình làm như thế, ông cứ không để yên cho đâu. Sợ gì? Về. Ôi trời. Lại hỏng mất cái xẻng của tôi rồi. Hỏng cái nào tôi đút một phát một luôn. Về. À, trông mới chanh à, điên lắm cơ. Lý. Em đây. Biết tội của lão chưa? Em chưa biết. Tội của lão ấy
là tại sao không đi giặt quần áo? Thưa bà, là tại chân đau. Trời ơi, cái chân nó đau, cái tay nó có đau không? Ấy rồi, ôi bà đừng đánh bà ơi. Đau quá. Đã đánh đâu? Đã đánh đâu mà kêu đau? Em đau trước không tí bà đánh đâu không hết. Đau trước à? Đây rồi tí nó sẽ được đau. Biết làm cái chuyện gì mà cứ ầm làng ầm xã đấy nhỉ? Ôi dồi ôi, thế mà lúc nào ông bảo á, vợ tao sợ tao một phép, tao bảo dạ là dạ, bảo vâng là vâng, tao bảo cục đuôi là cục, hóa ra là ông cục vậy. Nổi giỏi thôi. Đấy là tội thứ nhất. Còn tội thứ hai nữa, tôi hỏi là tại sao lại lấy tiền của tôi? Lấy tiền của tôi đi chơi gái phải không? Không. Tiền đâu? Tiền của bà. Em chót đánh thổ tôm mất rồi. Lại thêm một cái tội đánh thổ tôm này thì tổ. Bà ơi, đừng đánh nhau lắm bà ơi. Để em đi giặt quần áo. Thế mình lạ thế nhở? Mình đã đánh đâu mà kêu đau? Chứ mình hiền thế này mà đã sợ mình rồi hả? Ồ, sợ mình thì càng tốt. Chó chết đi. Vợ hiền như thế này mà cũng biết sợ vợ nữa, thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Ôi trời ơi. Cho lão ấy giặt quần áo đi. Cứ giặt đi, cho nó đau tay, cho chít, cho đỡ phải đi chơi với gái. Đứng lại. Ôi. Đứng lại. Dạ. Ai cho mày? Mày lấy củi trên đất nhà ông đúng không? Dạ. Ai cho mày lấy củi trên đất nhà ông? Mày đã hỏi ông chưa? Mày đã giả tiền ông chưa? Dạ thì dạ bẩm ông, con chỉ bẻ mấy cái cành củi khô thôi mà ông, sao phải lấy tiền nữa ông? Củi à? Củi nhà tao chứ củi nhà mày mà bẻ. Mày phải giả tiền tao ngay. Thì ông định lấy cái bó củi này bao nhiêu tiền ạ? 2 xu. Cái gì? Mày mà không trả 2 xu nhá, ông sẽ báo làng, ông quy mày vào cái tục ăn cắp, mày sẽ rú tù, hiểu chưa? Mấy ông ơi, 2 xu của ông á, con mua được 100 mẫu củi như thế này. Ông làm cái gì mà ông lấy nhiều tiền thế? Mày không trả tiền đúng không? Mày muốn đi tù đúng không? Con sẽ trả, nhưng chỉ nay mai thôi, con sẽ trả tiền cho ông. Mày lấy đâu tiền trả ông mà nay mai? Trả ngay bây giờ. Con lấy giấc mơ. Giấc mơ? Vâng. Mơ ra tiền? Vâng. Mày mơ thế nào? Thì con mơ lạ lắm. Cái giấc mơ này mà cả cuộc đời con ấy, con nghĩ là tính từ đời cụ tổ nhà con ấy, cũng chưa bao giờ mà gặp một cái giấc mơ như thế này đâu. Mơ ra tiền à? Vâng. Mày mơ thế nào? Con mơ thấy ông. Mơ thế nào? Vâng. Con mơ thấy ông là không giặt áo yếm cho bà, bị bà đánh cho lên bờ xuống ruộng. Chuyện thường ngày. Hả? Cái gì? Ông bảo gì ạ? Tao bảo mà là cái giấc mơ của mày nó rất thường. Làm gì có chuyện tao giặt áo yếm cho bà đánh. Không giặt áo yếm bà đánh. Thế ạ? Thường à? Mày còn mơ gì nữa? Thế con... Cái đoạn này nó còn phi thường này. Cái đoạn lúc nãy là nó bình thường, nhưng cái đoạn này nó là phi thường này. Con mơ thấy vẫn là ông. Vẫn là ông. Ông ăn trộm tiền của bà. Ôi, chưa dừng lại ở đấy đâu. Ông còn lấy cái số tiền đấy đưa cho cái cô hát ả đào ở đầu làng mình. Ôi, mà nhá, bà thì biết là cái chuyện ông lấy trộm tiền của bà rồi, nhưng mà bà chưa biết là ông lấy trộm cái số tiền đấy để đưa cho cô ả đào. Mà sao con ngu thế nhỉ? Thế bây giờ bà chưa biết thì con đến con nói cho bà biết, con kể cho bà biết đúng không? Thế để con đi kể luôn. Hả? Cấm nhá. Sao lại cấm? Thế cái giấc mơ. Cấm. Cái giấc mơ đấy là cấm. Mày nói ra này vì nó không có thật đấy. Mà nói nhiều thì nó sẽ thành sự thật. Ôi nhá. Thôi. Ông bà. Dạ. Mày đừng có kể cái giấc mơ đi với ai. Chị... Mày đừng nói cho bà biết. Ông này. Này, dạ. Cái này là im mồm nhá. Dạ. Không được kể ai nhá. Nhõi. 5 xu đấy. Con nhớ 5 xu là phải 5 cái như này không ạ?
5 cái như này phải làm xu. Ông nhà con nghèo nhưng con rất biết tiêu tiền đấy. Rồi 2, 3, 4, 5. Rồi cấm được nói chuyện với ai, con nhớ rồi. Cấm cả với bà. Rồi, tức là ông ơi con bảo này, 5 xu này ấy là cái chuyện mà ông ăn trộm tiền của bà không được phép nói. Đúng, đúng không? Đúng không? Còn cái chuyện mà ông lấy số tiền của bà để đi đưa cho cô Ả Đào ấy thì ở đâu không? Chưa thấy đâu. Đây đây. Đâu? Nó ở đây. 5 xu nữa này. Ông hết tiền rồi đấy. Không còn tiền đâu. Cấm được nói chuyện với ai, cấm được kể với bà. Nhớ rồi. À ông ơi, con bảo tiền củi bao tiền đấy nhỉ? À 2 xu. 2 xu. 2 xu à? Trời ơi. 1, 2. Nhưng mà thôi, con lấy xu thôi, không lấy củi đâu. Con xin. Thằng xỏ lá. Con thấy là hết tiền rồi đấy, không còn tiền đâu.